Những kẻ mạnh không phải lúc nào cũng chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Sân hậu Trung Quốc xin chào quân dậu Minh Chỉ Liên, quân hân sĩ hoàng Minh Chỉ Liên, OK Minh Chỉ Liên thật là thấm. Đấm nhau không á? Mẹ mày đến nhà cửa và bố mẹ cũng đấm mẹ thụt mẹ răng vào. Thank you.
không ai thắng được anh đâu. Còn ăn để làm một huyền thoại.